Em ấy à, bó buộc mọi thứ lại trong vòng tròn của mình. Như vậy em ra không được, người ta vào cũng không được. Còn nhớ ngày xưa tôi ăn cơm với em, lúc tính tiền tôi gọi người bán hàng tới, nhưng em lại giành trả trước. Tôi bảo người bán hàng trả lại tiền cho em, nhưng em không đồng ý. Sau thì tôi cũng giành trả được. Khi về nhà, em chuyển khoản lại cho tôi. Khi ấy tôi chỉ cười cười, cảm thấy cô bé này khác người quá. Sau quen thân hơn rồi, tôi mới phát hiện em là một người rất cô độc, chính là cái loại tự cô lập mình đấy. Vì thế em thường hay giấu chuyện trong lòng. Cô gái thế này nhìn bề ngoài thì trông cứng cỏi lắm, em không cần ai quan tâm hay an ủi. Cho dù chơi với nhau tới tối muộn, chúng tôi đưa các cô gái khác về nhà, tới phiên em lại bảo tự về được. Nên là bọn tôi ai về nhà nấy. Em chưa bao giờ làm phiền người khác, không giống như những người con gái bình thường khác. Em thuộc kiểu người, cho dù là chuyển nhà, về muộn hay thậm chí là bị bệnh thì cũng có thể tự đến bệnh viện một mình mà không cần ai giúp. Một cô gái như vậy thật sự rất đặc biệt, rất dễ bị bỏ qua, rất dễ bị quên lãng, vì em không cần người ta, người ta cũng không muốn chen chân vào cuộc sống của em. Tới tận bây giờ, khi hội bạn tôi đều đã trải qua vài mối tình thì em vẫn vậy, một mình. Em mặc quần jean, cột tóc đuôi ngựa. Trong lúc người ta có người đón khi trời mưa thì em chỉ đứng đợi chờ trời tạnh. Không ai hiểu được em, chuyện gì em cũng tự làm được. Cho dù không có người đàn ông bên cạnh thì em cũng có thể tự sống rất tốt. Có lần em nói, thật ra em chỉ ghét làm phiền người khác, đương nhiên cũng không học được chuyện làm nũng này nọ. Người ta luôn nghĩ em rất kiên cường, nghĩ em không cần an ủi cũng sẽ vượt qua được. Cho nên em luôn bị bỏ qua, vì dù là cô gái nào cũng cần được chăm sóc hơn em. Nhưng em này, thật ra em có thể thử yếu đuối, có thể cởi bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài. Em ấy à, bó buộc mọi thứ lại trong vòng tròn của mình. Như vậy em ra không được, người ta vào cũng không được. Em có thể là công chúa của người khác và là nữ hoàng của bản thân mình. Lúc có hai người thì cứ dịu dàng một tí, khi chỉ có một mình thì tự tin thế nào cũng được. Con gái độc lập thường cô độc. Chân biết vui một mình vì sao.